Ủa anh đang bỏ tay ra bỏ hả? Bỏ tay nãy giờ bỏ tay. Ủa nãy giờ bỏ tay. Cả tay nó không cả chân bỏ tay hả? Là nó cứ giữ trước cái xe trước một khoảng 2 xe. Thường nó đi xa hơn mình tự lái một chút xíu. Đó, còn lại nó canh xe trước nãy giờ bỏ chân bỏ tay. Hai bên mà có hai cái vạch mà rõ thế này nó sẽ rất là thích. Tốc độ hai bên là hai bên nhìn như nào? Đây hai bên là hai vạch. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gia Đình Em À. Hôm trước tụi mình có giới thiệu với các bạn này, con xe siêu xe của mình 54 triệu đời 2007 đến giờ chạy vẫn còn tốt. Bạn mình nó chê, nó kêu con đó có vẻ cũng xịn quá, mắc con nó mua không được nên nó đầu tư khoảng 60. Mà nó là đầu tư 60 ngàn để nó mua một con xe khác màu chút xíu. Con xe màu trắng và hiệu Tesla. Tăng 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 tăng. Giờ cùng lên xe trải nghiệm với mình việc là chạy Tesla cảm giác nó như thế nào và trải nghiệm việc là mình đi mà buông tay lái ra nó có feel như nào không ha. Come on. Ủa vậy thì có gì khác? Có gì khác so với con bình thường? Vậy thực ra có cái để cái móc thì nó không để móc mà nó để ấn thế này. Đó. À là sao? À vậy hả? Ủa như có vân tay không? À, không, ủa vậy hả? Xài điện thoại. À xài điện thoại. Chìa khóa là điện thoại. Là cái app đúng không? Cuối cùng mình được ngồi Tesla. Còn mình thì finally cuối cùng cũng được ngồi Tesla. Mình tưởng mình con đầu tiên mình ngồi sẽ là Cybertruck chứ. Ok, lái thử nha. Đây đây, bây giờ vào gần gần đây coi thử cái đá này. Có gì lạ không? Trần kính nhìn nói chung bầu trời đầy sao mà. Ờ, nhìn phía sau luôn. À, kính phía sau luôn. Đó. Quay chủ nhân xíu ơi, chủ nhân ơi. Ủa xe này... mà xe này ngồi mình có phải đeo seat belt không? Có. Chủ ơi, xe này mua nhiêu vậy? 50, nó 60 hả? 60. Được rebate 8 ngàn. Được nhà nước. Cho 8 ngàn hả? 10 ngàn hả? Đó là tiền đi xe điện. Đây là cái con iPad mình treo ở đây. Ủa là con... iPad của mình đó hả? Bình thường mình gỡ ra được nhưng mà nay nó gắn lại gỡ ra được. Vậy hả? Đó là cái màn hình bình thường á. Rồi gọi điện thoại này, nó vừa đi vừa quay phim được không? Được lắm. Được mà ta, tại mình được cần bỏ tay mà đúng không? Eo, cần... Cần số đâu? Ủa nó không có cần số à? Không có cần số. Cái cần tay á. Cái cần tay. Trên tay kìa. À, cần số. Là vuốt xuống hết ga là drive. Sao không thấy nó cơ, cử động nhé vậy? Đó, là cứ đạp thôi. Đạp nhẹ thôi. Đạp nó nhanh lắm á. Ủa vậy hả? Trời ghê quá vậy. Từ 0 100 là có 3 giây. À, khi mình đi là nó sẽ... Đây nè. Từ 0 đến 100 là 3 giây. 3 giây là từ 0 là nếu mà đạp hết ga, hết ga là từ 0 đến 100 đó. À. Ồ. Ok hiểu. Có nghĩa mình đang đi thế này, mình bỏ chân ga thì nó thẳng, mình không cần đạp thẳng. Thế nên mình chưa quen thì đi sẽ làm người ta bị khó chịu. Khó chịu, mình giật. Thì anh tính bỏ chân ga kiểu để trôi như mọi xe mọi khi á. Kiểu cái con 50 triệu của anh á. Đó mà tự nhiên mà con này tính bỏ ra nó thắng nên anh thấy nó hơi kỳ. Đó. À đúng rồi, nên là đi hơi giật ha. Con phải đạp liên tục á. Cái biển stop là nó sẽ hiện lên biển stop. À biển stop này. Cái size, cái màu cam cam là nó sẽ hiện lên luôn. Còn trên size là nó... trên size đấy nó thấy cái coin kìa. Ủa nhưng mà vậy thì khi nào mình đạp thắng? Mình chỉ đạp thắng khi nào mình urgent mình mới đạp thắng, còn lại bình thường mình không dùng thắng. Trời ơi vậy hả? Thế muốn xe nó trôi từ từ như người ta thì sao, mình nhấc chân nhẹ nhẹ lên thôi hả? Là mình cứ đạp vậy thôi. Nhất chân nhẹ nhẹ đấy thôi đúng không? Sao tự nhiên em ngồi trong cái xe này á, em thấy em đẹp gái hẳn. Ủa đương nhiên rồi. Thấy cũng đẹp không kém gì chủ nhân. Tưởng tượng ấy, cái này hơi giống kiểu là hồi xưa con iPhone mới ra đó. Con iPhone so với những con điện thoại khác thì con iPhone nó không phải điện thoại. Cái thời trước cái bây giờ thì đương nhiên nó rẻ đi rất dễ. Cái con này cũng vậy, xe này nó sẽ khác với tất cả mọi xe khác. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà ủa nếu mà lỡ may mình bị lệch tay lái nó có thắng lại không? Không, là sao? Lệch tay lái. Kiểu như mình đang đi mà hơi gần xe khác quá mà có khả năng va chạm á, nó có thắng lại hay không? Cái đó là phải upgrade lên auto sale 10.000. À, cũng là thêm cái 10.000 hả? Đó anh thấy cái hai cái hàng đó. Dạ. Thử xong cái gì? Kéo cái cần lái xuống nữa. Kéo xuống nữa. Xuống nữa. Xuống nữa. Bây giờ là rồi anh bỏ chân ra khỏi cái tay ga. Khỏi chân ga. Đó là tự nó đạp phải không? Rồi anh kéo thêm. Ủa anh đang bỏ tay ra đó rồi á hả? Bỏ thêm kéo xuống thêm thằng nữa. Kéo xuống nữa, hai lần. Đó, đó là bắt đầu nó tự set up cái lái. Mình kéo một lần thì nó làm gì? Là ga. Là mình sẽ buông rồi, tay ra được giống kiểu như thắng đi. Đạp thắng tại vì vô quẹo. Tự quẹo. Hiểu. Ủa mình đạp thắng thì nó mới lấy mất cái chế độ đó hả? Nó mới mất cái chế độ. Mình đạp ga nó có mất không? Không.
À, ga lỡ tăng ga lên. À, đạp ga tăng ga lên. Vậy là nó hơi giống cruise control, là gạt một cái nó sẽ là cruise control thì nó sẽ giúp mình buông chân ga nhưng mình vẫn phải giữ. Gạt hai cái thì nó sẽ là chạy tự động luôn. Cũng nhưng mà cruise control á, bị cái là nếu có xe phía trước thì nó có tự dừng không anh? Không, không, cruise control nó chỉ giữ dùm em cái tốc độ đó mãi mãi thôi. Nếu mà có xe phía trước thì nó sẽ tự dừng. Nhưng mà cái này nó khác cái cruise control một chỗ là cruise control khi mà mình mà đạp ga thì nó cũng bị mất chế độ đó luôn. Chứ không phải đạp thắng, còn thằng này là phải đạp thắng nó mới mất chế độ. Còn thằng này đạp ga là nó chạy nhanh hơn dùm luôn. Đạp ga không bị ảnh hưởng gì luôn á thì cũng không đạp luôn. Maximum limit xong rồi cái tăng lên maximum limit được. Là có cái tròn tròn ở trên tay lái. Ok, để giờ quẹo đây xong rồi mình ra ấy thì ra. Em quay anh nó nhìn y như là kiểu tài xế của. Thì y chang mà nó kêu nó tìm mình làm tài xế mà. Trời ơi, nó lâu lắm rồi. Y như là tài xế của kiểu diễn viên ảnh Hollywood á. Dạ anh chị hôm nay đi show nào à? Giờ thử cái chế độ đó đi. Thử chế độ ha, gạt một cái, gạt hai cái. Rồi, bỏ tay ra được. Rồi, bây giờ mình có thể bỏ tay. Lâu lâu, chỉ cần đụng một chút xíu thôi. Đây, nó biết là nó phải luôn luôn là driver là cần. À, driver đang phải ấy đúng không? Đang mới đạp thắng đó. Anh mới chuyển sang thắng nghe. Cứ để đi, cứ để không anh nói rồi. Rồi. Tại đây hết được. Set tiếp, không, set luôn. Set luôn hả? Set luôn, tại vì mình đi thẳng rồi. Ú, bỏ ra đó hả, bỏ tay ra đó. Không, đạp thắng, đi. Thử đi. Nó này nó cái màn hình đây là nó sẽ cách cái xe trước luôn luôn một đoạn. Thấy cái màn hình không? Đó em thấy màn hình không? Có đèn xe đèn đỏ luôn. Đấy, nó sẽ cách cái xe trước một chút. Cái xe nó lâu lâu nó chạy vô từ bên hông bên phải bên trái vậy. Thì mình đạp thẳng thôi đúng không? Ủa anh đang bỏ tay đó hả? Bỏ tay nãy giờ bỏ tay. Ủa nãy giờ bỏ tay cả tay nó không. Cả chân bỏ tay hả? Là nó cứ giữ trước cái xe trước một khoảng 2 xe. Thường nó đi xa hơn thì tự lái một chút xíu. Đó, còn lại nó canh xe trước đấy cho bỏ chân bỏ tay. Hai bên mà có hai cái vạch mà rõ như này nó sẽ rất là thích. Đâu hai, hai bên là hai bên như thế nào? Đây hai bên là hai vạch một xíu rồi. Đụng nhẹ. Để nó biết nào. Đụng lên chút nữa. Đụng cho nó có cảm giác thôi, đó vậy thôi. Để nó biết là mình còn thức thì mình ấy nữa đúng không? Vậy mình ngủ mình giữ thế này được hả? Mình giữ cái ngón tay cho nó thôi là luôn luôn mở luôn, gọi là xe mở 24/24. Xe này không có ngủ đúng không? Vậy là xe này nó đáng đồng tiền là phải rồi, nó y chang tiền đâu ngủ đâu. Đây theo đường như này thì vẫn nó sẽ chạy được đúng không? Nó lượn này. Nó lượn này theo không? Nó lượn theo đường cong mà nó chạy tốc độ nhanh đúng không nha? Em mày biết đường không mày? Ghê vậy. Nó bị nhầm đó. Không phải cái đoạn đó không có thấy cái len rõ. Đúng rồi, thì đó nó bị nhầm vào trong cái này hai cái len này sát nhau. Nên nó nhìn nó tưởng cái đi len trong. Ồ vậy cũng ghê vậy. Nó không bị cái len nó nhìn rõ đúng không? Đúng rồi. Trong mẹ mới chạy này thì phải bỏ thêm 10.000 nữa thì khi đó nó cập nhật phần mềm cũng như phần cứng á, nó để sẵn cho mình rồi. Nhưng mà phải mua phần mềm cài lên thì mới được phiên bản tốt. Thì còn con mắt nó nhìn sẽ rõ hơn hả? Không phải, nó sẽ phần mềm nó sẽ xử lý tốt hơn. Đấy là bấm vô là parking. Xong rồi mình chỉ cần bấm vô cái hình cái mũi điện đây này là nó sẽ mở cái chạy khi nào mình nhà xe. Đây ở trên màn hình ấy bấm nút là cái này nó mở ra. Sau khi nó mở ra mình vào chạm sạc mình lấy cái này mình chỉ bị gắm vào đây là xong. Sạc bao nhiêu điện tự nó trừ vào tiền của mình, nó tự biết con xe nào sạc cái gì. Ủa em tưởng miễn phí mà. Lúc trước là đang được free charge nhưng mà cái này cắm đây thôi đúng không? Mất tiêu rồi. Ủa xài hết là sao bà Tâm? Tôi tưởng miễn phí. 500 cây số free. Nó cho 1.500 km free. 1.500 km free. Thì bọn tôi chạy nhiều quá cái nó hết mất cái free charge đó rồi. Thì bây giờ thì mình chạy nhiều thì mình một trả nhưng mà một tuần khoảng 15 đồng ấy đúng không? Dạ. Parking ấy thì mình sẽ chơi trò chơi với con Tesla. Trò chơi gì? Thì mình vào đây ấy, mình vào đây mình sẽ nó có cái các kiểu này mình sẽ chọn là live show. Thấy chưa? Chọn cái nút này. Rồi xong bấm nút start. Rồi đóng cửa lại. Nhưng mà đi ra ngoài đóng cửa lại ha. We'll be right back.
Giờ mình quay cho mọi người coi nguyên một hàng Tesla nha. Đây là cái chạm sạc của Tesla nè các bạn. Kevin chỉ cho coi cái camera. À đây là một cái camera đây, đấy camera, hả? Đây camera. Ồ, là ngay cái giữa xe, body xe rồi đúng. Đây hai cái camera. Bên đầu này có một cái. Ở phía trước đâu, là phía một trước này, hai nè. Ba. Đâu? Trên này, phía trước thấy không? Đó. Ba camera. Ngay đó. À rồi. Ba cái camera. Bên hai bên kia cũng y chang giống như bên này. Cũng hai cái bên cạnh. Có tới 6 cái camera. Một cái trước, một cái sau, hai cái hai bên hông. Bây giờ nó được 88% rồi. Yeah. Nó 88% trong đợi đến khi mà nó báo đầy ấy, nó sẽ nhắn, nó nói mình là unlock để mình gỡ cái đuôi sạc kìa. Thì đang cắm vào xe mình bấm nút unlock thì nó sẽ gỡ ra. À ở đây nó có thể hiện số tiền nè. Đó. Đúng không? Mình mình sạc mất khoảng 10 mấy đồng mà lúc đó xe này còn khoảng 30%. 30% nên thường nếu mà sạc đầy là có khoảng 16 đồng đúng không? Ba Tâm nói khoảng 18 đồng. Khoảng 13 cho đến 18 nó tùy. Thì nói chung như vậy là mình cũng đi được tầm khoảng 1 tuần. Xe chạy xăng thì mình đổ có khoảng 50 đồng. Thì xe này là khoảng chừng 10 mấy đồng. Em thấy là cái này là cái pin đấy hả? Có nghĩa là nó sẽ chạy đều ở cái xe của mình như vậy luôn đó hả? Đúng rồi, pin nó nằm bên dưới đáy xe. Nhưng mà dày không nhỉ? Cục pin nó mới dày không? Nó này, trong đây nó có pin này, máy này. Phía trước máy, phía sau máy nó là cái motor điện thôi. Nó motor điện, nó hồi nhỏ chơi ô tô chạy pin á. Con này giống vậy mà giờ nó mắc nha. Đang nóng quá. Giờ thử máy lạnh hả? À nên này. Hết rồi, 20% ha. Đó. Xong mình sẽ đặt cái này đi. Xong mình để gió thẳng vô người mình thì nó sẽ hiện cái gió. Bây giờ thay vì xe bình thường á là mình để vậy đúng không? Còn xe Tesla là vậy. À mình sẽ đổi hướng gió. Là do cái khe này nó phun ra hết đúng không? Đó mình sẽ đổi hướng gió. Gió mà điều khiển tay, giống như giống như thần gió này. Thần gió. Sang em mặt em đi. Em cảm ơn thần gió. Rồi đó, xong rồi nó có những chế độ như là dock hoặc là camping là mình ngủ trong xe. Đó, nó sẽ chạy liên tục 24/24 luôn. Đó, xong rồi chỉ cần kéo xuống là nó tắt. Lúc tới chừng anh chạy á là anh cũng giống vậy, kéo này lên và cái màn hình nó sẽ zoom lên 360. Sao anh cảm nhận sao? Nói chung chạy thì rất là êm. Thứ nhất là tiếng động cơ mình không có nghe, mặc dù xe là nó sẽ sống 24/24 chứ không hề tắt máy bao giờ hết. Là nó cứ là lúc nào nó cũng chạy như vậy đó, chỉ cần ra khỏi hãng là nó chạy hoài luôn. Hết pin thì thôi đúng không? Thì hết pin thì thôi, đi rất là smooth êm ái. Thì chỉ lúc đầu mình chưa quen tại cứ nhấc chân ga ra thì nó sẽ dừng lại, đi sẽ bị giật, nhưng sau khi đi quen này thì nó cũng sướng hơn tại mình không cần lo thắng. Nói chung là sao có mua, mình nên đổi đi em. Mình nên đổi. Đổi ngang không anh, bù 150.000. Ok. Cảm ơn mọi người đã coi kênh của Gia Đình Em Mà, hãy like share ủng hộ Gia Đình Em Mà nhé. Bye bye, bye, bye.